nghe anh em nói là kêu mật ăn dưa leo. Có phải thật không hay là đem dưa leo lên mẹ ăn? À đúng rồi. Nghĩ sao mình đưa dưa leo hành tẩu? Đi đi đi. Rồi 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 rồi, nổ luôn bà con ơi. Chỗ đi. Trời ơi to bà con ơi. Nếu quý vị muốn mua các loại hải sản tươi khô được đánh bắt trực tiếp từ ngư dân như mực khô, cá khô, vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo Cuộc Sống Ven Biển vì niềm tin và sức khỏe của bạn. Rồi, chào bà con đến với kênh Cuộc Sống Ven Biển, và giờ này là khoảng 9 giờ sáng. Bắt đầu anh em sẽ thả cây cần xuống. Một ghe sẽ có 4 cây cần, 2 cây cần sau, 2 cây cần trước nha bà con. Trên kia là tỉnh đang mở dây, còn dưới đây là Nhật này, còn kia là Việt nha. Nhật chứ Việt là con của anh Phòng nha bà con. Ở trên kia sẽ có một cái dây để giống như cái rồng rọc chạy xuống thôi bà con, đỡ dây hồng ở trong này đỡ gấp nữa không nổi. Rồi một cây cái dây kia gọi là cái dây dây chằng á, dây chằng lại. Mình buộc ngay chỗ cái khấu này cho nó khổ, nó thụt vô ha. Trong cái giây phút này thật sự rất là cảm xúc vì một người là Việt Nam mà đi ra tới tận Trường Sa này mới hiểu được cảm giác như thế nào, nó khó tả lắm bà con ạ. Cái dây này là dùng để làm một cái rồng rồng để cái dây câu nó nằm miết ngoài kia kìa. Đó, dây câu nó sẽ đi theo cái đường đây. Và nó khi mình kéo cái rồng rọc vậy nè, kéo rồi nó chạy ra. Nó chạy miết ra ngoài động ánh đó, rồi dây câu chạy xuống dưới. Rồi chặt lửa cá mà nó ăn, rồi bắt đầu mình nắm cái dây đây, mình kéo ngược lại. Làm vô đây là mình nắm cái dây đây, mình kéo cá đây. Nó bán rồi, nó bán cái dây rồi. Ê 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 ê. Thông báo với bà con là cái chuyến tới chứ cũng có ghe người ta đi 5 ngày tới 150 con bà con à. Nghe mà thấy ham luôn á. Kia thì hạn vô nhiêu? 60 mấy triệu. 60 mấy triệu luôn hả? Trời, nghe tự nhiên là vô tết. Đi một chuyến biển bằng người ta đi cỡ hơn nửa năm luôn ha. Gần năm luôn á. Con bỏ xuống được không? Giờ mình sẽ lấy đồ câu lên nha bà con. Ồ, đây viên chì này. Thế tất cả 4 rổ câu ha. Xéo bên rổ gì á. Nhưng mà mình làm 4 rổ phải không? Còn mấy rổ kia sẽ cua hả? Có một rổ con vàng, con nước tùm lum đó, nhiều lắm. Có câu vàng nữa hả? Có chứ, bài bản nhớ. Anh vô ái đây để em xách lên cho anh chạy đi. Để mấy con xuống rồi đó. Chắc chắn nó xếp cho nó
đây cá khấu hả? Khấu khổng lồ bà coi. Truyền cái rô cao có truyền nó bự và khổng lồ luôn á cậu. À thùng đó nuôi nuôi con mật xạ phải không? Rồi đây là phao nổ phải không? Đây phao nổ. À, mình phải canh cái phao nổ phải không? Có nhiều danh từ nghe thì sốc quá. Đây phao nổ đây. Phao đây là phao nằm dưới nước phải không? À, ở trên cạn hả? Còn cái đây, đây cũng nó luôn hả? À, đây anh dù tưởng kêu phao nổ gì to dữ vậy chứ. Đó mình nảy xuống có nước là làm như quả bom. Lao cho mấy cái bù này, nổ rồng rồng. Thằng lao cho mấy cái bù đây luôn hả? Nặng quá phải không? Này, trời nhiều rổ rồi hả? Đây là cái dàn câu để mình câu. Đây để mình câu mồi ha. Câu câu mực xà. Mực xà mực ra. À. Còn kia là mấy cái thùng để rộng con mực. Mấy cái đây là mấy hòn chì để mình thả câu đàn đó hả? Chì mình thả câu càng này. À, câu càng. À, vậy là anh em đó hoàn thành xong. Đó. Càng. Còn đây là câu đàn nha. Là đây là cái đàn câu để câu càng. Gồm có là một cái dây chì. Một hòn chì để thả xuống. Và một cái lưỡi câu. Cứ một đàn và một lưỡi câu á tỉnh. Hai lưỡi à? À vậy là thiệu của nó là hai lưỡi. À tùy theo mồi. Hai thiệu nhân với một đố hai thiệu. À đúng rồi đúng rồi. Cái dây đây là 240 phải không? Còn dây đây 140. À, còn cái đây nữa. Ủa mình có 4 cần mà sao mình tới 7 rổ? Còn mình câu nhiều cái mình không cần cần nữa không? À có cái mình để ở giữa luôn hả? À. Để bên kia rồi này, để siêu cục vàng. À, giờ là mình thả rồi téo trả qua ha. Đó. Đây nè bà con, lưỡi này. Tưới lên giờ nó rảnh phải không? À, khó đi. Đi câu bủa thì cũng vậy. Cũng phải tưới lại rồi mình mới bủa. À, hết tất cả là 2, 4, 6, 8 rổ nhưng mà 7 rổ câu còn 1 rổ thẻo nha bà con. Đây, rổ thẻo là rổ lưỡi đây. Cái gì là mình sẽ thay vô rất là lẹ. À, lưỡi thì có cái bấm để bấm cái phèn này lại. Sẽ bấm cho bà con chứ không có cột. Đó, bấm hết. Đây là mình nối thêm đàn dây vô không? Là mình câu cách mặt nước là bao nhiêu mét? Cũng là làm đến 50. Cũng làm 50 mét. 50 sải. Còn thẻo là bao nhiêu mét? Làm sải, tính sải không tính mét. Tính sải à? 45 tới 50 sải. Còn thẻo là 5 sải à? Sải. 45 50 sải cho 50 sải đi là một sải là 1m6 đi ha. À. 26, 50 sải là 80 mét.
đây mình cột kiểu khác ha, cột dài là không bị xúc không? Có. Ý là mình nối mối, mình cột mối vậy là không bị xúc không? Đúng không? Anh nhảy xuống luôn rồi sao vậy? Nhảy đâu? Tưởng là đừng cột vô người nhảy xuống nước chứ. Chết. Đi đâu quá. Còn cái lại dây lần đây là gì đây? Thẻo nè, cái thẻo ở trên theo dưới, thẻo dưới đây là theo dưới, theo đây. À, theo trời. Chứ phải hai thẻo một chỗ. À, thẻo này có thẻo kia bao nhiêu mấy bao nhiêu sải? Đem 20. 20 sải nữa hả? Đây tấm ngư kìa. Con đứa nó còn cái dây đàn từ đây xuống đó là đã 50 sải rồi đó. Không, trong đây nhiều lắm. Là mình thả xuống dưới là còn dư ở trên đó chứ. À, biết rồi, nhưng mà ấy là cỡ là 50 sải từ trên cái cây xuống dưới nước. Rồi từ cái thẻo đầu tiên chạy xuống cái thẻo cuối cùng là thêm 20 sải nữa. Đúng rồi. À, thành ra là 70 sải. Không, đấy là 25. 25 hả? À, đây mực nước 25, còn dưới mực nước 25. Lấy bông lấy đồ lại để cúng mà. Rồi bây giờ đêm rồi là gì? Đây để mình xúc mặt không? Xúc
xúc mực, xúc cá chuồng nữa. Còn gì xúc được xúc. Là chơi ráo hay không? Ráo. Còn nào tầm ngắm của nó là dứt luôn. Vô trong đình lò vô trong tầm bánh là để luôn. Cho bà con coi là cái khấu. À, đây là mình làm thêm một cái khấu nữa hả? Cái khấu thì trước nó gãy cán luôn. Ghê, xúc cá mà gãy cán luôn hả? Vậy á. Khấu cá mà gãy cán luôn, cái khấu này khấu khổng lồ nha bà con. Khấu có gù, có mập đồ khâu không không? Con gì dính là bỡ hết. Con nào thích là khấu hết á. Chào cao. Tỉnh đang làm thủ tục à. Phá thủ tục đây là để chuẩn bị cày này ai quá là mộc quá bà không ghẻ nè bữa khấu ghẻ đâu khấu gãy luôn à khấu gãy khấu luôn khấu ghẻ khấu cầm vô chứ để luôn đập luôn á con để từ nhìn thấy thế thằng rồi mày để vọng vô khe tiếng nghĩa rau đéo à kè để quẹo quẹo lại chỉnh lại chứ sao đéo kiểu rau cần gì búa rau xách chè chỗ khác thôi ở đằng trước thì anh Phòng đã đang cúng trái cây ơn trước còn đây là bộ tam xây nè mọi người đó, con cá có trứng như có ghẹ ở bên đây thì chả thịt và thịt viêm nha đó, bên kia có hai con gà là trước khi đầu tiên mình chạy ra là trước khi mình búa câu dắt câu đầu tiên là mình sẽ làm cái thủ tục cúng đây mình xách hai khấu lên mình làm thủ tục luôn à đầy đủ hết chưa à đúng bộ đồ nghề mình luôn phải không đầy đủ dụng cụ tao giỡn rồi đúng không anh cầm cái thước với cái dao thớ cái dao luôn à cá hả? Đi nó thiệt á. Đây, mình đã cầm cái thớt chứ cái dao bà con. Để lại mình sẽ ghi lại cho bà con là những cái sính lễ để mình lại mình làm thủ tục và làm thủ tục nha bà con. Để đây chọn xếp xếp. Còn cái cây đây sao? Để tấu ấy cho chẻ vô mấy thùng mực nè đó à mình chạy qua bao nước nó chạy rỉ 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 qua bao y kiểu đây gọi là oxy vậy nó oxy
bị cất tàu. Và xuống thống là sao? Xuống thống ra thống ở. Ủa xuống ra thống ở luôn hả? Ở vậy thống luôn không cho vô nữa. Ủa ở làm gì vậy quải? Ở rồi nhìn rồi, mình quan sát địa hình mà thấy. Hình hình thì có tịch không? Mai nào nó lâu lâu lên tivi nó thấy chưa? À trời ơi tao không học cách vô cách hết vô cách hết đâu. Tao không học cách kìa có không? Anh vừa đầu anh ra mình cúng ông này sao đó nha bà con. Anh làm cái video sao? Anh phải đầu anh hỏi thử, hỏi ý kiến qua sếp thử đi. Mình được không nhé? Đây là ở ngoài sao thì mình thấy có bộ tam sơn này đó. Có dĩa chả, thịt, thịt rim. Rồi có cơm, có bánh, giấy. Hiện tại thì bầu trời đang mưa. Chiếc ghe đây là chiếc ghe thu mua nha bà con. Rồi vô. Vô. Chuyện sạch hết á. Ê, việc đâu không biết nó vô cái đuôi cũng được. Chúc mừng sẽ tối nay sẽ là một đêm bội thu nha. Nhớ mẹ. Đây là mắc mắc rồi. Rồi, chén. Chưa có hả? À, làm miếng cho giò đi. Thì anh em mình cũng giới thiệu với bà con lại là đây là anh Tài Câm, là anh Thầm. Anh Khoa. Anh cũng tay là anh Khoa. Rồi đây là Việt, đây là Nhật, là con của anh Thầm luôn. Đây là Tánh. Tánh. Con nuôi. Con nuôi luôn. Con nuôi luôn. Còn mình là cuộc sống dân biển, mình là Bảo, mình cũng là em nuôi luôn. Cũng bà con dòng họ đấy á. Bà con hết. Rồi, vô mồi. Vô xăng. Dạ. Bánh thái nào? Đây là miếng gì vậy? Bánh thái vụ mày đâu ai biết. Bỏ mạnh đi. Bật cái đồ kém. Cái đồ anh chơi giò. Mời bà con dùng với anh em mình luôn nha. Vào vô cái em. Rồi vô cái nữa luôn. Giờ là khoảng cỡ 6 giờ rưỡi tối và 7 giờ tối. Việt thì đang làm cây càng. Càng đây để câu con mực xà nha bà con. Chiếc này đầu tư một cây càng nhựa luôn. Như câu mực với bà con à. Hay lên mà câu mấy con mực mà
mình đi câu cá trường xa rồi á, cũng có cây càng ở vậy này, nhỏ nhỏ vậy câu mực. Và giờ này là bắt đầu rồi bà con. Thì nghe anh em nói là kêu mực ăn dưa leo. có phải thật không hay là đem dưa leo lên mẹ ăn? À đúng rồi. Để sao mình đưa dưa leo lên cẩu? À vậy là đưa dưa leo lên để mình xỏ vô ở đây để mình câu con mực. Hay dữ người ta. Đây đúng là chuyện lạ có thật luôn nha. Đáng lẽ là mực xào dưa leo và có ở đây là mình dụ con mực ăn dưa leo. Để bà con coi thử là anh em có câu được con mực bằng cái mồi dưa leo không nha. Ê cậu hờ xúc cái chuồng câu nhá. À bây giờ là ban đầu á là mình phải có một con mực để mình cắm vô để mình câu. Nhưng mà bây giờ không có mực là đầu tiên là phải sử dụng cái mồi này. Mồi đây gọi là mồi quá độc địa, đặc biệt. Bên mình có thì mỗi bên là 10 cái bóng cao áp này à, nhưng mà anh Phòng thì anh chỉ bật khoảng mỗi bên 7 cái thôi à, rất là sáng nha bà con. Ở đó có mực đó bà con ơi. Mực nó đang chạy lên rồi. Ăn vô kìa mấy con coi chủ á hả? Cái gì? Cá la mít chả? Mới bật đèn đây là đã câu cá rồi đó. Thì đây bà con, đây là cái câu con mực xà là gồm có một cái rường phải không? Cái rường. À, rồi mình nếu mà đúng ra là mình phải có một con mực xà, rồi vô cái mình chọt vô ở trong cái rường đây. Đúng rồi. Mình dụ nó. Bởi vì thường nó con mực xà nó ăn con mực xà phải không? Nó gọi là anh... cái đôi phải không? Phải không? Ăn đồng loại. Ăn đồng loại. À, bây giờ không có là mình một là mình phải có con cá gì đó mình chọt ở vô hoặc là cho dưa leo cho anh chê đi này mực ăn chê mực ăn chay hả? Ừ, ăn dưa leo hả? Yeah. À, rồi mình gắn một cái mà ní vô à, để cho nó xả ha. Lên đồ số 1. Ờ dính rồi bà con ơi. Dưa leo có mực. Đúng là có thật luôn bà con. Ồ, một con mực xà bự nha. Ừ, nó bị túi rồi. Quay vô. Rồi đây là bà con. Đó, bây giờ mình bắt lại mình xẻ ra. Xẻ nó để mình làm mồi nha bà con. Quá hay, đúng là con mực ăn dưa leo.
bờ bờ rồi bà con ơi, cá rồi. Đó. Đây nha bà con. À, thêm một chú nữa. Tính ra là cái con mực đây mình câu nó nhạy ghê á bà con. Đây này đó, đó, bà con thấy nó đổi màu ra, đã màu đỏ bây giờ nó biến thành màu trắng này. Thay đổi màu phải không? Rồi ngoài sau là bắt đầu thả câu cá ngừ xuống cho bà con, câu được con mực rồi. Giờ là mình xả càng đầu tiên. Đó con mực đó, con mực ở trong mồi đó. Có cái dây chì đây bo mấy ký việc hả? 2 ký rồi. May mắn nha bà con, may mắn nha. Giờ chưa có mồi thì mới được một con bập thì sẽ thả trước một lưỡi trước. Mình xin nhắc lại là 25 sải là cái lưỡi đầu tiên, tới 25 sải rồi 25 sải lên mặt nước nha bà con. Đó, có lưỡi thứ hai đó. Đây, mình sẽ để một cái ống gạch. Đêm nay sẽ giật nhiều lần. Tiếp tiếp bà con ơi. Có mực, có mực. Có mực. Rồi, đi mất. Đi mất rồi. Mình mới câu được một con mực bà con à. Trời ơi. Con mực xà đầu tiên của mình nha. Để lại quay cho bà con xem này. Đâu rồi? Đây đây đây. Đó, nó đen thui rồi. Đó 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 đó. Đó. Thành quả của mình nha bà con. Ồ, vậy là coi chừng bên này nó ăn hả? Quá đẹp luôn bà con ơi. Thả lưới xuống. Câu không ăn là bây giờ mình chơi lưới. Ủa lưới này không có chì vậy? À có chì, chì nhỏ nhỏ. Mấy cái ống nước này nè. Mấy cái gào gào. Rối vậy ta. Không có.
rồi, đó. Đó. Dính nữa rồi bà con ơi. Giống với con mực ơi. Không có mực. Ồ có mực, có mực. Ồ. Nữa nha bà con, quá đẹp, quá đẹp, quá đã luôn bà con ơi. Ở đây là đang thả lưới, lưới rối tại đây. Ủa ngoài sao có gì vậy? À, cản phải không? Lưới rối tại đây không? À, lưới rối giống có nữa rồi. Ăn tiếp, ăn tiếp. Ăn tiếp bà con ơi. Dài. Lấy hàng tiếp bà con ơi. Dài. Ôi dông dông. Nó tấp vô kia. Nó tấp, nó tấp vô cái dè bác ơi. Và xử lý vô. Nó móc cho cái rường vô cái dè rồi sao? Không biết đi con mực chưa biết. Nó tấp vô bị đâu. Có cái cây, ê lấy cái vợ, lấy cái vợ tràn ra. Không, nó bấu em không? Nó bấu rồi người ta. Rớt mực hả? Ồ, uổng ghê chết. Do nó tấp vô kìa, nó tấp vô kìa. Nó tấp vô, nước nó chảy á. Chết chứ âm, làng này không thoát nổi rồi. Mày bỏ kỳ khác nha. Quá đẹp. Ba chú rồi nha bà con. Cảm giác thật là khó tả bà con à. Tiếp. À, bây giờ bắt đầu thả thêm nữa nha bà con. Thả thêm càng tiếp. Rồi bây giờ thời khắc là kéo tấm lưới lên thử câu cá không? Có mực không? Đó, cá dính con cá bà con. Cá đó gọi là cá gì? Lamít. Cá lamít. Nó cũng thuộc dòng họ của cá ấy phải không? Cá chủ phải không? Chủ con phải không? Chủ hoài á. Chủ hoài cá chủ. Ờ, được, chú cá chủ á. Chủ con nha. Quá, nước chảy quá. Kéo lưng chết luôn. Đi lên luôn chứ cái gì. Đi gỡ con đà đi bên rập. Ô, mực ngoài kia. Có không? Có. Rồi đó, có mực ở ngoài kia bà con ơi. Hai ba con luôn. Hai ba con mực luôn bà con à. Bà con. Đây. Cái chùa nhỏ. Ồ, dính mực nhiều quá nha. Ồ, kỹ thuật này là công hiệu nha.
2, 4, 6, 8. Sơ sơ là 8 con rồi bà con à. Đó, nhưng mà vậy là nó không sống dai bằng câu phải không? Đúng rồi. Là con mực vậy nó sống khoảng bao nhiêu ngày là nó chết? Con mực này chắc linh chỉ. Là một đêm thôi hả? Linh chỉ. Đó. Lưới này lưới thường chứ không phải lưới ba màng gì đâu nha bà con. Cứ nó dính vô là cái đuôi của nó là nó bình ra là nó không có rớt ra được. Ok con dê. Yếu à, không? Mấy con này yếu quá. Mấy con này linh dĩ hết. Linh dĩ hết nè. Linh dĩ. Chứ mình không thả câu được à. Lên dĩ. Các em không hiểu. Còn một con ca ca lá mít nữa. Má ăn cũng tối rồi. Chơi thế rồi nè. Tao thấy nó cũng còn sống đó mà. Đó. Còn ca lá mít nữa có gỡ không? Đâu. Đó dưới á. Không, nó đi. Vậy rồi tiếp tục lại câu tiếp. Tại vì mật câu nó sẽ sống mạnh hơn nha. Đó trong đây có hai con mật câu này. Đó, còn mấy con là mấy con mật dính lưới. Mấy dính lưới thì nó cũng có con sống, có con thì nó đuối rồi. Mình đang kéo lên để mình thăm mồi nha bà con. Giờ này chắc cũng khoảng cỡ 9 giờ tối rồi. Màu không? Dưới màu. Rồi, hết mồi rồi. Tôn. Đây là hết mồi lại con có hố không phải không? Mực ôm. Con mực á. Con mực khác nó ôm vô mực lên anh. Dạ. Yeah. Còn cá hố nó xước liền. Cá hố nó xước là sao? Nó xước thẻo này, nó xước thẻo biết. À, nó xước thẻo là mình phải thay thẻo luôn hả? Đúng rồi. 5 phút nó bự nha bà con. Ở ngoài sau cũng đang coi luôn hả? À, ngoài sau cho câu đi vô để mình đánh lưới nha bà con. Giờ mình bắt con mực khác để mình thay mực. Đến ra câu đây nó khó không? Câu khó có rồi chứ. Tham ấy là câu con mực cái này cũng khó chứ đâu phải dễ được con mực xà, khó chơi lắm. Cho nên là phải quanh lưới. Vô âm xuống nha, để làm chạp nữa là thay mồi là để tôi móc rồi cái tôi thả xuống. À thử okay. Nó có hơi nhập phải không? Đồ thả là anh bự là mấy anh thề có đêm luôn á. Râu. Rồi được một chú mực nữa. Nãy giờ là anh em 4 người câu mà được một người đứng câu chút xíu à. Mình cũng đang vẫy đây bà con. Đêm nay mình được 3 chú, nãy giờ không có con nào nữa. Thả hết tất cả là 3 đàn câu câu gù rồi. Tiếp. Ồ. Oh, bên kia tỉnh đợt này làm ăn được này. Tỉnh làm ăn được này. Hello anh em. Chú hả? Đó. Đó thấy mực câu nó mạnh không bà con? Còn mực lưới nó im mà câu chạy gấp lắm. Ô cái chuồng. Cái chuồng. Chuồng to. Vô. 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 Nặng ghê à. Nước chảy quá độ mà. Mà nước chảy vậy mình mới quanh lưới được phải không? Quanh chừng nào quanh hết được mới kéo lên không?
đem cái đầu phao vô đó, đem cái đầu phao vô. Có hàng, có hàng anh bà con ơi. Có hàng, có hàng. Bà con ơi, bà con ơi. Đó, có đó, có đó. Đây anh giữ cái là gì? Biết. Khỏi kéo phao lại vòng. Thôi phao dễ vậy, quanh trò dễ. Má nước dễ qua mực nó ngấm cũng khói. Lò mang xong trước rồi. Kia này việc đó vô hả, kéo chạy vô đó, ngoài ngoài kia ra xa còn nữa cả, còn quá hai quá vậy. Để giữ cho đây này. Ý của anh không? Mở. Giờ này 11 giờ thì vẫn chưa có cá ngừ đại dương nha bà con. Anh em mình mới kéo lưới lên thì được rất là nhiều mực. Và có thêm 5 con cá nọc suông nha bà con. Ô cá nọc đây mà kho ăn thôi nói gì nữa. Bá cháy bồ cầu luôn bà con ạ. Ăn rất là thơm, ngon ngọt nha. Cá nọc suông mà cũng đóng lưới nữa. Mực mực cháy còn một sống ở trong trong này. Mới anh em mới thả lưới xuống tiếp. Tiếp tục cuộc hành trình bà con. YouTuber lên hàng nha bà con. Lấy hàng nha bà con. Đang ngồi mình muốn thấy bà luôn. Vô hàng siêu to khổng lồ. Đang buồn ngủ bà con à. Vô hàng. Hàng đại trái cũng tầm 5kg bà con. 5kg luôn à. Nó quá quá à. Vô vào. Vô hàng. Anh để con mực vô cái thùng á, là đẩy ra nó dễ. Để ngược lại. Đó. Rồi, ok. Rồi, vô ha. Quá đẹp không? Hết buồn ngủ luôn bà con ơi. Giờ này là gần 3 giờ sáng rồi bà con. Nói thật em thú thật với bà con là nãy giờ em mệt quá rồi. Như là đuối rồi. Chạy vô nằm sắp xíu, mới nằm sắp xíu mất 2 tiếng đồng hồ. Lúc 1 giờ là em nằm là giờ là 3 giờ kém à.
À, bây giờ vậy là chiến đấu với anh em tiếp. Chuẩn bị nữa các bà con. Giữ màu, giữ màu. Giữ màu là có nghĩa là không bị mấy cái con cá hú có đồ là nó phá. À. Bây giờ đưa ra là 4 gạnh là đầy đủ rồi nha. À, bên kia con cá này. Sao Nhật, đuối chưa? Dạ. Đuối chưa? Chưa đâu. Chưa là à, mới bữa đầu tiên phải không? Nó bé giờ nó đang nó đang lên lộn. Giờ thì mình sẽ về phụ hốt lưới lên. Lưới bây giờ thả về sau rồi. Thì ngày nay mình thấy nó nhàn nữa bà con. Thì không có làm nặng nhọc gì. Thấy nhàn nhưng mà gì nó nhàn đó cho nên là buồn ngủ lắm bà con ạ. À. Có cái là thức đêm thôi. Rồi, nổ luôn bà con ơi. Cá không, đừng kêu anh dậy. Kêu anh dậy hả? Anh Phạm ơi, có cá anh Phạm ơi. Anh đứng lên xe này. Rồi. Quá đẹp, quá đẹp. Ồ, oh, bừng tỉnh luôn. Bừng tỉnh luôn bà con ơi. Mới giờ nói, mới giờ định kéo lưới. Là công nghệ ở đây là mình sẽ xài một cái dây điện để xuống mình gây mê con cá nha bà con. Đúng gọi là đó là gây mê. À, cái đây là một cái dây điện. Công nghệ này là công nghệ của người Nhật đưa gọi là truyền lại cho Việt Nam mình. Chứ không phải là kêu mà xài cá chích điện gì đâu nha bà con. Đây là gọi là gây mê đó. Nó khó chạy á.
đi. Nhớ ba nghe, lên bàn nghe. Lưu chưa? Lên đây, lên đây. Một, hai, ba. Vô anh em ơi. Vô. Xấu quá đập luôn. Bây giờ mình xấu con cá là xấu một là cái đầu, hai là có cái bụng nha bà con. Chỉ cái lưng của nó là cái chỗ đó chất lượng. Xấu cái lưng là nó mất giá nha. Quá đẹp. Con đây cỡ mấy chục thỉnh? Ba mốt ba hai vậy quên. À, giá là được hàng ba đâu không? Con đây được hàng ba rồi bà con ạ. À. Cá ngừ quay vàng nha bà con. Cá ăn gì câu gì? Đó đó đó. Làm câu lên. Không phải có ăn à? Ông làm tôi giật mình nữa. Đây là mày khấu vậy là gọi là chính xác luôn rồi phải không? À, chứ không được khấu ở lưng đúng không? Ồ, trời ơi, đã bà con ơi. À, trời ơi. Anh cũng chú nhờ. Giờ mình sẽ rút câu đi. Rất... một cảm giác thật sự là khó tả, đang buồn ngủ ai cũng buồn ngủ hết mà một con cá lên là tự nhiên là bừng tỉnh luôn bà con ạ. À. Bừng sáng luôn. Cá. Cá nặng nặng luôn, cá. Cá hả? Ừ. Ồ thêm cá nữa bà con ơi. Cái đâu mà đánh cho vậy? Cá, cá, cá. Liên tục bà con ơi. Dính thêm con này nữa. Lại có tiếng bà con ơi, trời ơi. Hy vọng con này sẽ bự hơn. Ô cá tuyệt vời. Ừ. Ờ giá là không giật nó luôn. Không gây mê đó. Đây nhẹ, đây nhẹ. Bạn kéo lại là đây nhẹ. Rồi. Con này phải gây mê đó. Ừ bà con ơi. Đây cá này,
Thằng gây mê đó là nó đỡ chạy bà con này to hơn con kia bà con ơi. Vô lưỡi không? Ôi, mẹ ơi. Rút câu này, rút. Ô con này to quá. Sửa câu đi. Câu mẹ đi. Mình móc vô mà con. Đồng con mắt nó đồ không sao đâu nha bà con. Hai con á. Một cần hai con hả? Cần của Nhật luôn hả? Quang hô Nhật nha. Nhật hay quá, mới Nhật mới vừa tham câu thả xuống ăn luôn bà con. Trời ơi, con đây khổng lồ bà con ơi. Ồ, nếu mà con cá đây mà 30kg là con cá đây tầm giá phải 40 quá ha. Con nào? Nếu mà con đây 30, con đây phải 40 quá anh. Con 37, con 45. Ồ, anh nhìn bà anh độ từng ký luôn, hay thiệt á chứ. Con 37 con 45. 37 với 45. Chào bà ba với 37. Chào bà làm 45 đây là 80. Đã bà con. Đã. Sáng đẹp ghê. Coi nãy nó chằng nó xuống không em? Hai cái câu nó chằng nó xuống. Hồi nãy Việt buồn ngủ dữ quá mà cá con cá là tự nhiên Việt tỉnh luôn. Tỉnh bơ luôn. Bây giờ mình nãy phải không? Mình có lấy ruột nó đâu. Ủa, tự nhiên con cá lên mà kéo con cá mà tự nhiên người tôi nó rung luôn trời. Thôi, mày dám nữa, hồi nãy mày quay đâu rồi mày. Để ra chỗ đó mẹ. Dắt tôi vô. Thôi vậy, tao kiếm. Ở ngoài sau thì đang kéo câu lên để thăm mồi. Mình kéo thăm mồi liên tục rồi bà con. Thì anh em kêu là cá ăn là cái đoạn từ 1 giờ cho tới canh sáng luôn. Cá này là nó đang bì nha bà con, chứ không phải là chết đâu, chưa đâu. Chập nên nó tỉnh á. Gì của nó là nó thẳng luôn nè, chắc là vậy là nè, nó thẳng tân luôn này. Nó có thêm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 cái gì nhỏ nữa, và có một cái bay trên này đi đuôi từ bị cao. Cá này là cỡ 2 gram. Nên lên đây cách dài cho bạn. 4 cỡ vòng tròn của nó là 80 vậy. Còn dài thì là 1 2 3 4 5. Dài khoảng cỡ 1 m, gần 1m2. Cỡ 1m2 á bà con ơi. Tưởng đâu một con, cái cuối cùng nó lòi lên một con to nữa ha. Đúng là quá bất ngờ. Hiếm lắm anh.
hiếm lắm, mưa ăn một lần hai con rồi. À, Nhật cảm giác sao khi được một lần hai con cá luôn nha? Cảm giác rất là vô mốt. Giờ thì Nhật đang mổ để lấy cái bộ lòng con cá ra để mình dồn đá vô trong bụng cho mình muối lâu ngày cho nó tươi nó tốt rồi bà con. Lấy cái dây đi Việt, lấy dây chụp cá này. Cái cảnh mổ con cá này nó có cảnh máu me cho nên mình quay nó xa. Rồi bà con nếu mà xem thì cảm thấy nó khó chịu quá thì hãy tu qua khúc này nha bà con. Tại vì mình muốn quay một chút để cho tất cả mọi người hiểu được cái cách của ngư dân mình là ra để bảo quản con cá như thế nào. Bây giờ sau khi mình mổ con cá bự xong mình sẽ rửa nó sạch sẽ, chà rửa. Rồi bây giờ dỡ hầm bỏ xuống nha bà con. Cái con nhỏ kia khoảng hơn 30kg thì không có mổ, rồi chỉ mổ con bự thôi. Dây nó luôn. Ủa mình chặt cái dây dưới chứ mình không có chặt cái dây trai nè. Để mình đứng mua cá mình muối sợ phải không? Vô đuôi con cá và rồi mình kéo lại. Mạnh lên. Bở tiếp bà con ơi. Quá hay. Quá hay bà con ơi. Bở chỗ này mới vừa đứng ở chỗ này để sửa dây câu rồi bà con. Bạn kéo lưới lại mà chia. Ở lưới bậy bậy á. Gửi con mực nữa chứ còn con cá rô nằm trong đó nữa.
cuối nha bà con. Đó, nó ăn cái thẻo cuối, ăn sau. Đúng là cá ăn dễ sáng bà con. Giờ này khoảng cỡ cũng 4 giờ kém rồi.
cá đúng lâu luôn. Rồi mê rồi, rồi mê man rồi đó. Ô con này to bằng không, trời ơi to mà con ơi. Quá đã luôn bà con. Bự bà con. Wow, quá đã. Lẹ 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 lẹ. Sao lấy được, lấy được. Quá đã. Hàng hàng nóng luôn nha. Trời ơi khổng lồ luôn rồi. Phi không, phi không. Trời ơi đã dữ quá trời. Quá đã, quá đã. Trời ơi. Hồi nãy thấy giống dục lên cái kế chứ sao mà. Đâu rút câu. Hả? Kêu. Đây. Rồi. 60 luôn à. Đã. Lấy cái kéo được không? Chi. Đâu? Đây đây. Sáu bảy chục luôn bà con ơi. Đó bà con thấy nó khổng lồ không? Quá bất ngờ. Đó cái lưỡi còn đây luôn này. Hàng ngày cái mép luôn. Chạy về mà biểu. Cá ngừ đại dương vây vàng nha bà con. Ồ đây mà gặp một cá vây xanh thôi đã. Thật sự là quá tuyệt vời. Rồi tiếp tục xuống câu. Đây là hai cặn nổ rồi đó. Hai cặn nổ được ba chú. Sao vậy? Dạ. Chỉ sau nghe mất kiểu có bùm tưởng là không thấy cái bù đây, tưởng đâu cá ăn chứ. Làm quán hồn. Tim đập thình thịch luôn bà con, làm rồi. Rồi đây là bộ lằn của đó đây. À. Ồ cá có sữa nữa đó. Đêm mấy giờ nào anh trai? Đêm dù tôm bờ mà trắng thường mà tao cầm mấy quay. Đâu vậy? Đâu vậy? Nấm cái đá không? Lên! Một đàn lên đây chứ. Nấm một mắt nữa. Bây giờ tới công đoạn cũng quan trọng nữa, đó chính là xe mật, phải không? Lấm tiền.
lỗi, mình xẻ sao? Đó. Là mình xẻ ra lấy túi rồi xong rồi mình lột da luôn hả? Ok. Quay cận cảnh nha. À, mình chỉ cài cài ra vậy thôi phải không? Vâng. Cho nó dễ khô phải không? Cho nó đẹp. Đẹp lấm bông, lấm bông nhá. Để lấy dầu lên xẻ cho lại. Không, tụi máy còn chỉ nhanh đấy. Còn nghĩ nghĩ ngao thì quay chứ bị nổ nữa. Hiểu chưa? Như đêm nay ba con vậy là cũng trong bụng cũng ấm ấm bớt rồi phải không? Kỳ bớt chưa? Yeah. Vậy lúc đầu mà chưa có con nào tự nhiên thấy cũng phiêu phiêu quá. Bây giờ dư màu già dạo là thấy công chuyện nè. À. Ủa giờ này sao mình không câu mực nữa? Nó không ăn nữa không? Do không câu chứ. À. Như là mình đủ mồi câu rồi, mình cũng không có bàn phía câu nữa không? Giờ chỉ ngầu chưa nổ không? Chưa nổ không? Làm cá là mỗi tay mỗi chân rồi. À. Ngầu ngầu nghỉ ngơi xíu luôn. Không? Làm như thuốc rồi nhá, 5 giây nhá. Thông báo cho bà con là con mực xà ở đây là nếu mình phơi khô là 1 ký cỡ 150.000 nha bà con. Ở đây là nhiều lúc ai mà mua làm mực xà này mà sao chứ mực đắt kia thì nó một trời một vực, tại vì có một xà ở đây mình ăn có vị sao ông Tịnh? Có cái vị còn khó tả lắm. Nhưng mà đặc trưng của nó là vậy là sao? Đặc trưng của nó là chiếc bán như mày. Bán lụm tiền mình ăn màu khác chứ sao. À, đây là về người ta sẽ làm món gì ta? Em nghĩ chắc nó đi tẩm, nó tẩm, nó bốn vị nó bán như là à mực tẩm phải không? Tẩm chứ không? Nếu mà ăn ở đây nó có vị nhẵn 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 nó đáng đáng phải không? Dở đấy. Nhiều khi hết màu rồi anh sao chứ chịu mày. À. Giờ thì khoảng cỡ gần 5 giờ sáng rồi bà con. Mình thì mình cũng thấy trời nó cũng có hần hần sáng rồi. Thì bây giờ anh em thả câu hết công suất luôn. Ở tất cả là đây đang thả thêm đạn trên mũi nữa này. Đó 1 2 3 4 chỉ nữa 5 và một đạn ngoài sau lái nữa là 6 đạn. Đó, thì cái khúc cuối cùng đây gọi là còn bao nhiêu con mực là anh em gọi là thả hết luôn. Còn trong này khoảng có vài ba con nữa là hết rồi đó. Vài ba con sóc đó. Mực đây nó màu cháy lắm bà con ơi. Khoảng cỡ 5-7 tiếng là nó cháy à. Mà mực đóng lưới thì nó màu cháy hơn nữa. Hy vọng rằng từ sáng, từ đây tới sáng thì sẽ có thêm tiếp có ngừ. Mình có càng để một hai con rồi mình cắt rồi tối nay mình lấy làm mồi không? Có. À. Sáng kêu cầu để. Sáng kêu cầu nó còn á. À. Chứ mất công mình lấy dưa leo rồi mình cầu nó lâu không? Bớt dữ á. Dưa leo đấy anh nghe trời cầu chết. Chỉ có là bữa đầu tiên ra thôi phải không? Bà con thấy chiếc mảnh chụp của Trung Quốc không bà con? Giờ này họ đang nông đi lên nha. Hơi to khổng lồ luôn bà con à. Đây là gần lắm nha bà con. Giao cái máy mình không có vô xa được đó. Mình không có xài điện thoại. Tới 2-3 lưỡi luôn mọi người. 20-30 lưỡi nha. Câu vàng.
nhiều lưỡi lắm mà. Bà con ơi. Chọc quá. Chọc lưỡi luôn. Ừ. Làm anh lớn mà phải chọc lưỡi bự vậy thôi. Cá có bị bóng miết ngoài kia đâu à. Má nó giữ màu vậy mà nó không ăn trợ. Giờ nó nổi lên mặt nước quá phải không? Đâu có ngồi tấu là nó ăn nấu nấu vậy. Dạ. Con kia nó ăn sâu chứ ngồi tấu là ăn nấu nấu. Giữ màu giờ nó không ăn không? Giữ rồi. Con nước mặn chàng phải không? Nước biển vậy mặn dữ trời. Quán luôn uống nước khờ. Đúng chưa? Cơ đây mà có hàng nó đi còn vậy chứ. Không có đâu phá liền. À. Công ty không nè. Ờ. Đó yêu bèo đâu. Còn mồi mà không có mực ăn, à, không có cá ăn. Cá nó chưa ăn, nó mong muốn ăn, tấu nó ăn. Tấu nó ăn vậy thôi. Đây, đã làm việc xong, bây giờ anh em sẽ bắt đầu là ăn cơm nha. Đây mình ăn cơm với cá nục xuông rồi tới, nọc đây nọc xuông ăn rất là ngon nha bà con. Rồi mời bà con ăn cơm luôn. Anh em buổi sáng một ngày câu, một ngày câu hồi tối vậy là thành công ông anh Phạm. Được. Dạ. Mình kiếm ăn được đó. Được ba chú. Việc chịu đời không nổi là ngủ trước à. Khỏi tắm. Chịu đời nấu. Khỏi tắm khỏi ăn luôn. Ở trong làm nghề này á không có nặng nhưng mà điều là thức đêm á mà buồn ngủ thôi bà con. Giống vậy á. Giống như nghề đi câu mực vậy á. Cá béo thơm. Ăn cơm hả? Có ăn luôn hả? Có. Đây không nấu. Đêm nay là nhặt là hai con á. Đồ má quá luôn á. Cá ăn ở dưới mộng biết rồi. Ăn nó ngủ. Đồ ăn nó ngủ. Đồ hai con mà nó đi hiền anh. Hai con hầu kia cũng dính một lần mà nó hai con nó đi cái nó lém con. Vâng. Cá hôm ăn một cần hai con. Đã đỡ con dưới mình không biết luôn đúng không? Không biết luôn. Đầu chừng cái tưởng đâu rối cái câu kia cái mới phát hiện ra quá trước kiếm con trai nhà chạy nặng hèn về tôi kêu sao kéo câu lên đầu mà tôi thấy câu kia nó nặng dưới tôi nghi là con cá đâu. Tôi kêu sao ở dưới mà sao nó nặng dưới đi hiền cái cá đi hiền hai con ăn một cần nó đi 4 triệu nấu. Gió này cũng cơ gấp 5, gấp 6 anh ơi. Lượng á. Gió không to nhưng lượng to. Mình tìm thấy dùm lá mà đậu trong nhà lượng không không? À, giờ này hơn 7 giờ sáng thì anh em đã bắt đầu là ăn cơm xong lên ngủ nha bà con. Mình cũng vậy. Thật sự là một đêm là thật sự là ngủ gục. Chưa quen bà con à. Tại vì là mình ngủ đêm làm ngày mà. Còn đây bây giờ cái khung giờ nó lại quay ngược lại là ngủ ngày làm đêm. À, rồi cũng cảm ơn bà con đã theo dõi video luôn. Hy vọng là cái video này và chuyến hành trình này sẽ rất là ý nghĩa để gửi đến cho bà con mọi miền Tổ quốc để xem cách anh em nghề câu cá ngừ đại dương là làm việc như thế nào. Rồi tạm biệt. Hãy đăng ký và nhấn chuông để có video mới xem.